Hoa sen, một loài hoa rất quen thuộc trong văn hóa phương Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng. Ở mỗi một nơi, hoa sen lại tượng trưng cho những ý nghĩa và tín ngưỡng khác nhau. Nhưng về cơ bản, chúng ta đều yêu thích sen bởi mùi hương giản dị, nhẹ nhàng và phảng phất nét thanh tao, thoát khỏi những dung tục đời thường. Chỉ tiếc rằng hiện nay trên thị trường nước hoa, mùi sen có rất ít và hiếm hãng nào có thể lột tả được vẻ đẹp, tinh tế đặc trưng của loài hoa này. Vậy nên hôm nay, Nix by Tun sẽ giới thiệu tới bạn một em sen mà tôi vô cùng tâm đắc, Ashoka, sen thoảng trên da em. Tôi là Tun. Nếu thấy thích video này, bạn nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những nội dung tiếp theo nhé. Tại sao lại gọi là thoảng? Bởi vì Ashoka có một cái độ tỏa rất nhẹ, gần như là chỉ thoảng trên da. Và nếu như bạn muốn ngửi thì bạn sẽ phải đi rất là sát vào người thì bạn mới ngửi thấy cái mùi của con Ashoka này tỏa ra được. Nhưng mà theo tôi ấy, đấy mới là cái cách tỏa mà chúng ta mong muốn ở một hương sen. Bàn qua về nốt mùi một chút thì em này sẽ có ba cái nốt chính mà bạn sẽ dễ ngửi thấy nhất. Đấy là nhựa sung xanh này, hoa mimosa và hương sen thoảng. Thì đầu tiên là về nhựa sung xanh. Nếu như bạn để ý khi mà bạn ăn cái quả sung xanh ấy, bạn bấu cái đầu nó ra thì trên đầu nó hơi dính một tí nhựa đúng không? Thì cái mùi nhựa đấy như nào thì cái mùi nhựa trong con Ashoka này y hệt như vậy, không khác cái gì cả. Rất là xanh và nó cho mình một cái cảm giác căng tràn nhựa sống, kiểu như là reset ngày mới ấy. Tuy là nốt chính nhá, nhưng mà cái mùi sung này rất là trung tính và nó không bị át đi cái mùi sen đâu. Nên là các bạn yên tâm, nó chỉ làm một cái lớp đệm để cho cái mùi sen kia bám lâu hơn thôi. Ok, tiếp tục đến cái nốt mùi thứ hai là hoa mimosa. Thì các bạn để ý một chút ấy, là bất kỳ một cái chai nước hoa nào mà có cái nốt hoa mimosa là nốt chính ấy, thì nó sẽ đều mang cái tông mùi hơi phấn phấn nhá. Ừ, một cái tip rất là hay. Nhưng mà cái phấn của con mimosa trong Ashoka ấy, nó ít thôi, nó gọi là tí 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 cho thêm cái phần phụ nữ, thêm cái phần đàn bà ở trong này thôi. Ok, và cuối cùng đấy chính là hương sen thoảng. Thì mình sẽ tạm chia cái con này nó thành cái ba cái từng mùi để cho bạn dễ hình dung nhá. Thì cái từng cuối cùng ở trên vật lý ở trên da ấy, nó sẽ là cái lớp nhựa sung xanh, nó là cái lớp lền để cho các cái tông kia bám được lâu hơn. Và trên cái lớp nhựa sung xanh đấy là một chút phấn li ti của hoa mimosa phủ ở trên. Và trên cùng chính là cái mùi sen thoảng, rất là thoảng, rất là liu riu. Nó dựa trên cái base nhựa sung và cái phấn ấy, đâm ra là cái mùi sen này rất là lì luôn. Tuy có một cái độ tỏa rất là thoảng, rất là liu riu, nhưng mà cái độ bám của nó cực kỳ đỉnh cao luôn. Hơn 10 giờ trên da, một cái độ bám tôi đánh giá là tốt so với dòng thu đông luôn, chứ đừng nói là một cái em hè có cái độ tỏa thoảng như vậy mà độ bám lâu như vậy thì siêu siêu hiếm luôn các bạn nhá, cực kỳ hiếm luôn. Em này mà tôi hay đùa là hôm nào ươn người, hôm nào người mà nó hơi khó chịu, nó hơi bực tức trong người mà mình xịt tầm 3-4 nhát thì thôi, không khác gì bạn ngồi vào sáng sớm Hồ Tây và ngửi cái mùi sen thoảng vào. Rất là chill, rất là mơ màng và cho mình một cảm giác như là hồi phục lại toàn bộ năng lượng của một ngày vậy. Ở Ashoka thì tôi đánh giá là nó sẽ thiên nữ hơn, bởi vì cái mùi trong đây nó khá là mềm. Mình nghĩ là sẽ phù hợp với cả các bạn nữ trên 25 tuổi. Bởi vì nếu như mà dưới 25 tuổi thì nó không toát ra được hết cái nét dịu dàng của một người phụ nữ ở trong đây được. Tôi gọi đó là kết tinh của sự nữ tính, khiêm tốn và biết tỏa hương vào đúng thời điểm. Một cái nét đẹp mà tôi cho rằng là sẽ không bao giờ bị lỗi thời cả. Ok, đấy là Ashoka. Mùi hương sen mà mình thích nhất trong những cái mùi hương sen mình từng được ngửi. Mong là bạn sẽ thấy thú vị với hương sen này. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái nội dung tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Quách Phúc đây.